Hey, xin chào các bạn. Ở buổi trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn khái niệm về DOM trong JavaScript và các loại DOM trong JavaScript. Tiếp tục ở bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết vào từng loại DOM mà tôi đã giới thiệu cho các bạn ở buổi trước. Thì cái DOM mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong video này, đó chính là DOM Selector đầu tiên. Và DOM đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là DOM Selector. Tôi sẽ gọi là 2.1 DOM Selector. Thì DOM Selector nó được dùng để làm gì? Thì quay trở lại buổi trước tôi có giới thiệu, đó là DOM được dùng để quản lý và để tác động đến những cái thẻ HTML có trên trang. Và các bạn muốn tác động đến những thẻ đó thì các bạn phải chọn nó, giống như trong CSS cũng vậy. Nó giống như trong CSS vậy. Khi các bạn muốn định nghĩa thuộc tính CSS cho một thẻ thì các bạn phải selector, phải chọn cái thẻ đó, sau đó các bạn mới định nghĩa. Thì trong JavaScript cũng tương tự như vậy. Muốn tác động vào một thẻ thì các bạn phải chọn được cái thẻ đó. Thì DOM Selector nó sẽ cung cấp cho các bạn cái phương thức, những cái phương thức để giúp các bạn chọn những cái thẻ đó ở trên trang. Và lúc này đối với DOM Selector chúng ta sẽ có một vài cái như sau. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái phương thức document.getElement by tag name. Đó có nghĩa là nó sẽ chọn thẻ thông qua tên của thẻ, và ở đây nó sẽ là tag name. Tôi lấy ví dụ như sau. Tôi sẽ tạo ra một trang index ở bài 2 này .html. Tôi sẽ nói ở đây là với tiêu đề là DOM Selector. Đó. Tôi giả sử tôi có danh sách các thẻ P. This is tag P1. Tôi có danh sách 5 cái thẻ P. Thì tôi sẽ thay đổi như thế này. For và file. Đây là danh sách 5 cái thẻ P, tôi chạy trang này lên. Thì các bạn sẽ thấy là hiện tại tôi đang có danh sách 5 cái thẻ P này. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng cái DOM Selector là getElementByTagName để tôi chọn cái thẻ P này. Thì tôi sẽ khai báo script như sau. Thì tôi sẽ tạo ra một cái biến gọi là TagNameP. Tôi gọi biến gọi là biến tag object đối tượng thẻ, và tôi sẽ khai báo là document.getElementByTagName. Đó, và tôi sẽ truyền cái thẻ P vào. Thì trong JavaScript khi các bạn viết như thế này có nghĩa là các bạn đã chọn danh sách tất cả những thẻ P có trên cái trang này. Đó, và chúng ta có thể xem. Thì khi chúng ta viết như thế này thì nó sẽ hiểu là chúng ta đang lấy ra danh sách tất cả những đối tượng này, và nó sẽ tạo ra thành một danh sách những cái đối tượng mà chúng ta đang lấy ra. Nó sẽ như thế này, các bạn có thể nhìn thấy. Đây, các bạn nhìn thấy đây là một cái HTML collection, và trong này là từng cái đối tượng. Đó, từng cái đối tượng của thẻ P. Đó. Và sau khi chọn được nó rồi thì chúng ta có thể tác động làm thay đổi thuộc tính của từng cái thẻ P này được. Làm thay đổi, ví dụ tôi muốn màu của nó có màu đỏ chẳng hạn. Thì các bạn thấy là đối với phương thức getElementByTagName thì cái kết quả của nó trả về nó là danh sách các thẻ P có trên trang, và dữ liệu của nó đây nó là dạng collection, nó là dạng mảng. Đó, vì nó là danh sách nên là nó sẽ có danh sách các phần tử trong cái mảng này với key từ 0 cho đến 4. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, từ 0 cho đến 4. Và chúng ta muốn lấy ra từng cái đối tượng này thì chúng ta sẽ lấy thông qua key. Đây là khái niệm về mảng trong JavaScript. Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy ra từng cái mảng này. Ví dụ tôi lấy cái mảng đầu tiên. Đó, cái object đầu tiên trong cái mảng này. Đó, thì các bạn thấy tôi lấy ra được thẻ on này. Và tôi hoàn toàn có thể định nghĩa CSS cho nó để tôi làm thay đổi cái thuộc tính màu cho nó. Tôi để là red như thế này.
tôi để vào rest. Đó, tôi chạy lên. Thì các bạn thấy là à, lúc này tôi đã thay đổi được, tôi đã dùng DOM để thay đổi được cái thuộc tính màu chữ cho cái thẻ P đầu tiên. Giả sử tôi muốn thay đổi cái thuộc tính background cho cái thẻ P thứ 3 thì sẽ là 0123. À, cho cái thẻ P thứ 4 thì key ở đây, cái khóa ở đây sẽ là 4, là 3. Và tôi để là background color, và tôi để là red. Thì các bạn nhìn thấy là cái chữ background color này bình thường ở trong CSS nó sẽ là viết như thế này. Thì đối với JavaScript nó sẽ loại bỏ cái dấu gạch ngang này đi và nó viết chữ hoa, cái hoa đầu tiên cho cái sau cái gạch ngang đó. Thì đây là cú pháp của DOM style trong JavaScript, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ở những video sau. Thì bây giờ các bạn cứ tạm thời dùng cái cú pháp style.color để chúng ta đi demo cho từng cái DOM selector một. Ok, các bạn chạy lên thì tôi cũng sẽ được kết quả như thế này. Đó, thì qua đây các bạn đã hiểu về cách sử dụng của cái DOM selector với phương thức là get element by tag name chưa? Đó, thì nó cho phép chúng ta get ra một danh sách những cái thẻ đang có trên trang với cùng cái tên thẻ, và danh sách đó nó sẽ là một mảng và chúng ta muốn truy xuất vào từng cái đối tượng mà chúng ta đã lấy ra được thì chúng ta cần phải biết khóa của nó. Đó, vậy thì làm thế nào để tôi có thể lấy ra lần lượt mà không phải đi làm thủ công truyền khóa như thế này? Thì các bạn có thể dùng for như thế này. For thì v, tôi sẽ giải thích từ console log lại lên một chút. Cái tag object này, tag object đây, v cái kết quả của cái phương thức get element by tag name, nó là một mảng nên chúng ta cần phải sự lấy nó thông qua khóa. Và nếu các bạn muốn lấy hàng loạt, lấy đồng, và nếu các bạn muốn lấy đồng loạt danh sách tất cả các thẻ đã chọn được thì các bạn sử dụng for chạy từ 0 cho đến 4. Thì tôi sẽ làm như thế này. For, và tôi có y bằng 0, y nhỏ hơn, nhỏ hơn cái gì các bạn? Nhỏ hơn, tôi sẽ lấy ra len của cái mảng này, len của nó. Đó, và y tăng lên cộng cộng. Thì lúc này tôi sẽ tác động vào và như thế này, có màu đỏ như thế này. Thì tôi sẽ tác động đến tất cả các thẻ P và tôi chuyển nó có màu đỏ. Thì thay vì ở đây là không cố định thì tôi sẽ lấy theo biến y này. Đó, thì đây là cách để chúng ta duyệt mảng thôi. Tôi đã dạy các bạn ở phần duyệt mảng rồi. Thì các bạn muốn xem về phần duyệt mảng này, các bạn có thể quay trở lại. Đối với phần duyệt mảng này, các bạn có thể dùng hàm for x hoặc là for như thế này để các bạn duyệt mảng. Đây, tôi chạy lên. Đó, thì chúng ta đã tác động này. Và thậm chí chúng ta còn có thể làm đơn giản như này, nếu những cái vị trí thẻ P nó là số chẵn thì sẽ là chia hết cho 2, phần trăm 2 bằng 0. Thì các bạn có màu đỏ trái lại, các bạn có thể để màu xanh là sẽ như vậy. Thì đây là một cái ứng dụng nho nhỏ để các bạn hiểu. Đây, các bạn để màu xanh. Đó, thì đây là DOM ở trong JavaScript. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn từng cái thẻ và select theo ý muốn, và tùy từng bài toán cụ thể các bạn sẽ xử lý nó như thế nào. Ví dụ như trong trường hợp này tôi hiển thị cái màu là son này. Ok, video này tôi sẽ dừng lại tại đây. Thì qua đây các bạn đã hiểu được cái phương thức get element by tag name ở trong DOM selector của JavaScript rồi. Các bạn hãy thực hành nó trên máy của mình. Chúc bạn học tốt.